Xin chào mọi người, hôm nay mình xin giới thiệu tiếp mẫu đây là cây lấy trái tay có camera dùng để móc tay, nội soi tay mũi họng hay là những chỗ mà khó có thể nhìn bằng mắt thường thì mình có thể dùng những cái này nó nhỏ để mình soi để mình thấy. Thì cái này thì dùng cho hệ điều hành Android và máy tính, thì những hệ điều hành iOS của iPhone thì không xài được. Thì đây mình sẽ test nhanh sản phẩm. Đây thì là giấy hướng dẫn sử dụng, model là Y96. Thì sản phẩm nó đi kèm là một cây lấy trái tay và móc tay. Trong đây có 2-3 cái móc để cho mình kẹp cái này vô cái đầu này để mình móc tay, mình nội soi luôn. Có cái khăn. Mình sẽ về mình sẽ mở cái nắp này ra, mở cái miếng nắp đậy này ra. Thì cái đuôi này thì xài được 3 trong 1. Đây là cổng USB để mình gắn máy tính. Đây cổng mình, cổng USB này thì mình lấy móng tay, cái tay mình gạt nhẹ xuống thì nó có một cái cổng là micro USB, xài cho những cái hệ điều hành Android như là Samsung. Đây là cái đầu chuyển từ micro USB để qua Type-C. Thì các bạn lưu ý nha, các bạn xài điện thoại mà có cổng Type-C thì các bạn cái đuôi như vậy bạn sẽ gắm vô cái cổng micro USB này, gắn vô như vậy thì các bạn gắn vô điện thoại của mình. Chứ mà các bạn gắn không như vậy thì nó không có gì để mình nó kết nối, là mình không xem được ha. Mình phải cắm từ cái cổng Type-C này vô cổng micro USB này thì mình sẽ xài cái điện thoại của mình. Còn nếu mà mình xài hệ điều hành Android, Samsung, Oppo này kia thì mình gắn cái cổng này, còn mình gạt lại như vậy thì mình cài cổng máy tính, cổng USB máy tính. Thì chiều dài dây đây là 1m3. Đây có những cái đèn LED sáng. Còn đây là chỉnh độ sáng, tối, vừa hoặc là sáng để mình soi những thứ mình vật dụng cho nó rõ. Bây giờ mình sẽ test nhanh ha. Đây có một cái giấy hướng dẫn sử dụng, sẽ mình coi sơ qua cái giấy hướng dẫn sử dụng này. Thì ở đây nó kêu mình là quét mã, tải cái phần mềm InScam này về, hay mình lên CH Play mình tải về cái app này. Còn không thì mình sẽ tải cái phần mềm ở trên đây. Các bạn nhìn rõ nha, camera P. Thì cái phần mềm này và phần mềm InScam này là hai cái này mình xài được hết. Mình xài phần mềm nào cũng được hết. Giờ mình sẽ lên mình test thử. Rồi bạn vô CH Play, bạn lên bạn tìm cái phần mềm app đó. Thì đây InScam mình sẽ bấm giống như vậy ha. InScam thì đây nó có hiện sẵn ha, mình sẽ bấm vô đây. Đó, đây là thông tin của cái phần mềm đó. Nhưng mà đây là mình đã tải về rồi, mình không mất thời để không mất thời gian này mình đã tải về rồi. Giờ mình sẽ kiếm phần mềm thứ hai là camera P. Camera F P. Đây. Mình sẽ bấm vào. Và đây là cái phần mềm camera B ha. Nó sẽ cho mình coi cái cấu hình hướng dẫn từ này điện thoại qua máy tính này kia. Thì mình cũng đã tải về rồi. Đây mình chỉ bấm vô thôi, mình mở thôi. Nhưng mà mình đã tải về rồi. Thì mình đã tải về rồi. Đây là hai cái phần mềm. Các bạn để ý ha. InScam đây, camera B đây,
Bây giờ mình rất là đơn giản, mọi người chỉ cần gắn cái điện thoại mình cổng nào thì mình gắn cổng đó. Mở dây ra cho nó dài ha. Thì dây này tới 1m3 đến 1m5 nha mọi người. Rất là dài, mình có thể kéo dài được. Thì bây giờ thì cái điện thoại của mình thì xài hệ điều hành Android cổng Micro USB. Thì mình sẽ gạt xuống như thế này. Các bạn lưu ý nha, nếu mà cổng mà các bạn xài các điện thoại mà cổng Type-C á thì bạn gắm cái đuôi này vô nha. Gắm cái đuôi từ cái cổng Type-C này gắm vô cái cổng Micro USB này. Thì bạn gắn vô, còn mình thì mình xài cổng Micro USB. Mình gắm vào. Thì gắm vào là tự động cái phần mềm của Instagram nó tự động mở nó luôn. Bạn thấy không? Thì cái này nội soi mình để gần thì nó mới thấy rất là rõ. Bây giờ mình dặn đèn lớn, cái nút này đèn lớn, sáng nhỏ, mình dặn sáng. Dặn sáng, dặn nhỏ, dặn sáng. Bạn thấy màn hình nào giờ mình để vô mình xem. Đó, bạn càng thấy cái da tay của mình rất là sát luôn, nhìn thấy rất là rõ luôn. Bây giờ mình sẽ để trong cái trong tay ha. Đó, các bạn thấy không, thấy trong lỗ tay rất là rõ luôn. Đó, rất là đơn giản. Các bạn chỉ bấm vô cái gắn cái này vô cổng này vô là nó tự động nhận cái phần mềm mình thoát ra. Mình gắn cái này vô là tự động nhận vô cái phần mềm Instagram này. Còn không, ví dụ mình không xài cái phần mềm này thì mình bấm vô cái phần mềm camera bi này, FI này, mình bấm vô đây. Hai cái là mình xài cái app nào cũng được hết nha mọi người. Đây, nó vô rồi. Thì ở đây nó có hỏi mình là camera cho phép ứng dụng camera này chia cập thiết bị USB hoặc sử dụng mặc định cho thiết bị USB này. Mình sẽ bấm OK. Rất là đơn giản nha mọi người. Bạn thấy không, cái da tay mà nó nhìn nó soi rõ luôn như thế này. Đi vô trong tay mình. Rất là rõ luôn. Rồi cái này là chế độ chụp ảnh, thì mình có thể chụp ảnh quay phim này, họ quay lại lưu lại thì mình thoát ra. Còn không thì mình vô phần mềm Instagram này nó có sẵn rồi, mình bấm vô là nó có sẵn. Thì đây nó có quay phim, chụp hình này kia. Bạn thấy không, sao rất là rõ. Rồi, mình xin kết thúc video mình tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.